Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là ứng dụng Play Together phiên bản quốc tế đã chính thức mất tiêu luôn rồi nha mọi người. Đây, ở trên đây là mình tìm kiếm là không thấy này. Kéo xuống dưới đây vẫn không thấy luôn. Nhưng mà bạn nào mà muốn tải lại á, thì mình sẽ chỉ cho bạn cách để tải lại nè. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ vào phần cái mục tài khoản. Xong rồi sau đó các bạn sẽ nhấp vào đã mua. Tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ tìm kiếm, nhập cho mình là Play Together. Đấy, thì ở đây là sẽ ra nha mọi người. Thì bạn nào mà chưa cài đặt thì sẽ cài đặt, còn mình cài đặt rồi thì mình chỉ việc mở lên thôi. Về phần này là của hệ điều hành iOS, bây giờ mình sẽ qua phần Android. Thì đối với Android á, đầu tiên thì các bạn sẽ vào Google tìm kiếm cho mình cái taptap.io. Rồi đây là cái ứng dụng taptap nha mọi người. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ trên thanh tìm kiếm, các bạn sẽ tìm Play Together. Ở đây có sẵn Play Together luôn nè. Đấy, thì mình kéo xuống cho mọi người. Đây, ở đây có Play Together. Xong rồi các bạn chỉ việc bấm vào và tải thôi. Cũng khá là đơn giản luôn đúng không? Ở trong đây thì có sẵn là mọi thông tin chi tiết cũng như là link Discord. Các bạn có thể vào đây, join vào. Còn bạn nào mà có cái app rồi á, thì mình cứ giữ nguyên, mình đừng có xóa gì hết á, để cho an toàn á mọi người. Để mất công là mất dữ liệu rồi tùm lum các thứ thì rất rối. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có 6 cái bước để mà chuyển đổi nhận ngay 500 kim cương. Trời ơi, mới nghe thôi là quá là đã luôn. Bước đầu tiên các bạn sẽ mở cái app Play Together phiên bản quốc tế. Bước 2, sau khi mà mình tải phiên bản quốc tế rồi á, các bạn vào app thì sẽ yêu cầu một bản cập nhật. Khi đó các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên trong ảnh để mà chuyển sang tài khoản Vinagame. Bước 3 thì họ sẽ gửi cho mình một cái mã chuyển đổi. Xong rồi các bạn sẽ sao chép cái mã chuyển đổi này. Lưu ý một điều là thời gian hiệu lực của mã chuyển đổi là trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha mọi người. Nếu mà các bạn có việc gấp hay là việc cần thiết gì thì các bạn không nên chuyển đổi liền. Tại vì nếu mà các bạn làm mất cái mã hiệu lực này hoặc là lố thời gian quy định thì các bạn sẽ không thể chuyển đổi qua đâu. Bước 4, các bạn sẽ chọn kế bên là đến app Vinagame. Sau khi mà chuyển đổi thì thông tin từ tài khoản phiên bản quốc tế vẫn được giữ nguyên trong phiên bản Vinagame của các bạn. Bước 5, chọn liên kết tài khoản. Hãy liên kết tài khoản phiên bản toàn cầu của bạn, tức là các bạn phải liên kết cái tài khoản trước đó mà các bạn đã liên kết rồi ở phiên bản quốc tế á, thì mới trùng dữ liệu được nha mọi người. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ dán mã chuyển đổi, sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút OK là thành công rồi. Đây tổng cộng là 6 bước để mà chúng ta có thể chuyển đổi từ app quốc tế sang app Vinagame. Y khoan khoan, và còn một điều nữa là mình thấy các bạn đang chuẩn bị tạo cái ạc xin quá trời quá đất luôn. Thì đây là cái cổng đăng nhập của chúng ta nè, gồm 3 cái cổng chính và một cái cổng chơi thử. Các bạn có thể đăng nhập bằng Apple, Xin ID và Facebook. Nhưng mà lưu ý rằng á, là khi mà các bạn chuyển đổi xong rồi, các bạn đăng nhập đúng vào cái tài khoản mà các bạn liên kết. Ví dụ như trước đó các bạn liên kết với Facebook thì các bạn đăng nhập bằng Facebook. Trước đó các bạn liên kết với Apple thì các bạn đăng nhập bằng Apple. Còn đối với tài khoản Zing ID á, thì khi mà các bạn mà mất tài khoản hoặc là tạo tài khoản mới thì các bạn phải có tài khoản Zing ID để đăng nhập vô chơi. Nói chung là dành cho những bạn nào mà mới chơi hoặc là tạo tài khoản mới mà mình không muốn liên kết với các tài khoản mạng xã hội thì mình có thể dùng Zing ID. Ok, và đó là những điều lưu ý về các bước khi mà mình chuyển đổi app. Mình chúc các bạn làm thành công nha. Video của mình tới đây thôi, nhớ nhấn đăng ký ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.